Vâng, xin chào anh em là Tuấn đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cái sản phẩm sạc dự phòng. Mình kiểm tra kiểm chứng và đã nó đạt rất nhiều tiêu chuẩn của châu Âu. Đây, rất nhiều tiêu chuẩn luôn. Và cái sản phẩm này của bên một bên hàng thứ ba, nó sản phẩm rất là chuẩn và sạc dòng ra là có thể 2A và nó là 10.000 ampe nhá. Thì trong cái công việc hiện tại của anh em ấy thì chúng ta rất cần cái sạc, ví dụ khi là chúng ta đang liên lạc, họ đang gọi điện thoại hoặc là đang cần gửi tin nhắn hoặc làm video hay các thiết bị về cầm tay giống như là camera hoặc là chụp ảnh hoặc cái gì đó, chúng ta đi pin lích và chúng ta hết pin thì chúng ta cần phải có sạc dự phòng. Mình thấy rất là nhiều người cần sạc dự phòng này, và cái sạc 10.000 ampe này nó phải đáp ứng được với iPhone 6, nó có thể sạc được khoảng tầm 5 lần iPhone 6, 5 lần iPhone 6. Và cổng ra của cái dạng là hôm nay mình giới thiệu sản phẩm là Maxilodo của Maxilodo nhá, là nó khoảng tầm nó là ký hiệu tên của nó là MC5560 đây, và nó đầu ra của nó 2A, nó gồm hai cổng đầu ra và một cổng sạc vô và đầu vào, và màn hình hiển thị của nó là đây, mình sẽ màn hình nó sẽ không có màn hình hiển thị mà hiển thị bằng cái vạch pin. Thì đây mình sẽ review cho anh em xem. Đây anh em thấy không, đây. Sản phẩm mới đây nhá, đây sản phẩm mới đây, đầu ra hai đầu ra của nó đều 2A và sạc vào nó cứ kèm một cái dây sạc để sạc vào, anh em thấy không, cái này đây, đây thì đây anh em thấy không, nó ghi rất chi tiết rõ ràng luôn đấy. Và nút bấm đây, nút bấm cái này khi cần phải chúng ta cắm dây sạc đây, cắm vào máy và chúng ta sẽ phải ấn nút này nhá, vì hiện tại máy nó đang hết pin, máy hết sạch pin à, cái cục sạc dự phòng nó sạch pin. Thì để có những cục chuẩn đi chơi thú vị mà không bị gián đoạn thì chúng ta cần phải có những, và để chụp những bức ảnh, những ảnh đẹp và những đoạn video thật thật hay khi chúng ta đi du lịch thì chúng ta phải có cục sạc dự phòng đi kèm theo, và nhớ phải có cục sạc dự phòng đi kèm theo nhé, để nó làm nhiệm vụ sạc pin cho những chú dế yêu khi của chúng ta hết pin. Vâng, anh em muốn có một sản phẩm tốt hãy đến liên hệ Tuấn để Tuấn được giúp đỡ anh em. Anh em nhìn rõ cổng nhá, cổng thì cổng 2A sạc siêu nhanh đây, và cổng USB sạc vô cũng rất là nhanh. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video của Tuấn và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Đây, cảm ơn anh em.